Một nhành mai vàng bên năm ngũ quả, tiếng cười rộn rã vang khắp mọi nhà. Đây đó gần xa tiếng cười trẻ nhỏ, rộn ràng ngoài ngõ mừng tuổi ông bà. Kính chúc mẹ cha sống lâu hạnh phúc, cháu con xin chúc làm ăn phát tài an khang thịnh vượng. Như một vòng tuần hoàn của sự sống, một năm cũ đã qua và một năm mới đã đến. Vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, và cây cối tiếp tục đơm hoa, kết trái, mở đầu cho sự sinh sôi, nảy nở khi mùa xuân về. As a reincarnation of life, old year has ended and new year has begun. Everything is awakening after a long sleep. The tree continue to bloom and bear fruit, ready for the proliferation when spring comes. Xin chào các bạn, mình tên là Gia Bảo. Mình 7 tuổi, mình học lớp 2B. Mình học trường Việt Mỹ VISS. Hôm nay mình sẽ biểu diễn bài Sonatine. Nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi, tôi thay mặt cho toàn thể phụ huynh, học sinh của hệ thống trường Việt Mỹ xin kính chúc
ban giám hiệu nhà trường cùng quý thầy cô, các em học sinh sang năm mới có sức khỏe, dồi dào, an khang thịnh vượng, đạt được những thành tích cao trong năm học 2018-2019. Con chúc ban giám hiệu, quý thầy cô và quý phụ huynh và các bạn học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Mỹ một năm mới dồi dào sức khỏe, luôn tươi vui và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Xin chào, tôi là phụ huynh của bé Lê Anh Khoa và Lê Anh Khôi. Con chúng tôi đã học ở ngôi trường Bát Cộng Hòa từ những năm đầu tiên trường mới thành lập. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi mà con chúng tôi học ở môi trường này. Và nhân dịp năm mới, kính chúc quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Parents and all the students, on the occasion of the year of the pig, we would like to wish all the teachers, parents, and students a very happy and prosperous new year. We wish you good health, success, and happiness. Thank you. Okay. Happy New Year! Happy New Year! Traditional and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year! Happy New Year! Now we on health, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Happy New Year for everyone. On the occasion of New Year, I would like to wish all the teachers, parents, and students a happiness and good health New Year. Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Tôi là phụ huynh của Lê Minh Hưng, học lớp 10A của trường Việt Mỹ. Thì khi mà lựa chọn cho con vào trường Việt Mỹ thì mới đầu tôi rất là lo lắng là không biết là cháu nó có học tập được không. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thôi, chỉ cần 2 tháng hè thôi, là tôi đã thấy là một cái sự lựa chọn của tôi nó rất là đúng đắn. Và tôi tự tin được rằng là sau này Minh Hưng sẽ có một cái học tập rất là tự chủ và độc lập trong cái vấn đề học tập, cũng như là trong cuộc sống là cháu nó có cái sự hòa nhập cuộc sống nó tốt hơn là trước đây đã học một trường công. Để chúc mừng cho năm kỷ hợi sắp tới thì tôi xin chúc các thầy cô cũng như là ban giám hiệu nhà trường cùng tất cả các em học sinh có được một cái năm mới mà mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc, và chúc các em là học tập tốt để đạt được những cái kết quả cao trong năm học tới. I would say that what VASS does is great. My boy is very shy and rarely dare to contact with other classmates, even with teachers. Everyone can see that he's a shy boy. After studying at VASS, he's become encouraged. He feel more comfortable to communicate with other friends. It because of the support of the teachers from grade 1 to grade 3. They always encourage him to join all the activities of the class. What a wonderful experience. VASS helped my boy become a brave boy. On occasion of New Year, I wish VASS always keep improve their advantage and overcome their disadvantages. Always be a reliable choice of parents and their children. Nhân dịp xuân kỷ hợi 2019, tôi thay mặt phụ huynh toàn trường xin kính chúc gửi tới ban giám hiệu, toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công. Sang năm kỷ hợi 2019, em kính chúc các thầy cô và toàn thể các anh, các chị và các bạn có mặt tại đây một lời chúc nhân dịp năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn thành công trong học tập và công việc.
Hello everyone, my name is Frankie. I'm grade 3. I'm here to perform the khúc mùa xuân song. Trời ấm áp, mỗi người Việt chúng ta lại náo nức mong chờ Tết đến để cùng gia đình chuẩn bị bao thức ngọt, trái lành, chào đón người thân, bè bạn, cùng nhau chúc tụng mọi điều tốt lành cho một năm mới an khang, thịnh vượng. In the warm weather, every Vietnamese family member always take to come to serve the fresh and sweet fruits, to welcome relatives and friends, and to bless all good things with New Year, prosperity and peace. I'm Kendrick and my young brother Enzo. Respectfully wish our grandparents, parents, administrator, and all VASS staff a great spring and an excellent life. Happy New Year! This spring is better than the past one. Good luck and blessing rush to every home. A few words wish for the new year, thousands of good health and peace. Before the new year, I'm Thanh Lâm. Wish our grandparents long life, parents happiness, and brothers and sisters always help, love, and help each other. We wish the board of management, teachers, and staff members a lot of health and happiness. We wish the student VASS were full of energy, high achievement in learning. Happy New Year! Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến mọi nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Trước thềm năm mới, Xuân Nghi, chúng con kính chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Ba mẹ lúc nào cũng hạnh phúc, yên vui,
và anh chị em lúc nào cũng yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con kính chúc ban giám hiệu, quý thầy cô và các cô chú nhân viên một năm mới thật nhiều sức khỏe, phúc lộc thọ toàn. Chúc các bạn học sinh VAS một năm mới tràn đầy năng lượng, đạt thành tích cao trong học tập. Happy New Year! The old year has passed. The new year is coming. Once again, God has come to us VASS students. Welcome in the new spring 2019. We would like to spend our heartfelt gratitude with our grandparents, parents, and siblings who we love the most and with best and warmest wishes filled with joy and expectations. We wish the teachers board, teachers and staff health, peace, and prosperity. We wish all VASS friends a welcome and happy spring with your families. Happy New Year! Năm cũ vừa qua, năm mới đã về một lần nữa với học sinh trường VASS của chúng ta. Để đón chào mùa xuân năm 2019, em muốn dành lời tri ân chân thành gửi đến ông bà, ba mẹ, anh chị em và những người chúng ta yêu thương nhất. Lời chúc sức khỏe, vạn sự như ý và đông đầy niềm vui. Kính chúc ban giám hiệu, quý thầy cô và các cô chú dồi dào sức khỏe, an lành, sung túc. Chúc tất cả các bạn trường VASS đón một mùa xuân năm 2019 thật vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Happy New Year! Just as you are waiting for the Lunar New Year, we, Sophia and Ken, wish you more health to live 100 years with us. I wish my parents a lot of joy when spring comes. We wish the ball of return teacher and student of the Vietnamese American school staff to succeed in their work. I wish you happiness and beauty. We wish you all love. Be good, obedient to your grandparents, parents and teachers. Cũng như các bạn đang chờ đón Tết đến, con là Ngọc Khang, kính chúc ông bà thêm nhiều sức khỏe để sống lâu trăm tuổi với chúng con. Kính chúc ba mẹ thật nhiều niềm vui khi mùa xuân về. Kính chúc ban giám hiệu, quý thầy cô và các cô chú nhân viên trường Việt Mỹ luôn thành công trong công việc. Chúc các anh chị luôn luôn vui vẻ và xinh tươi. Chúc các bạn luôn ngoan ngoãn biết vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô. Chúc các bạn cười xinh, cười khỏe và nhận được nhiều tiền lì xì. Happy New Year! Kính chào ban giám hiệu, các thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh. Em tên là Đỗ Minh Chiết, học sinh của lớp 10C và bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi vào lớp 10C xem lớp chúng em đã chuẩn bị những gì vào năm mới này. Nhân dịp đầu năm mới, thầy chúc các em học sinh bước sang tuổi mới chăm ngoan hơn, học giỏi hơn. Chúc quý phụ huynh có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý mà đáo thành công. Happy New Year! Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua, tục xin chữ, xin câu đối, ngoài mong ước về may mắn tài lộc cho năm mới, người xin chữ còn tìm đến ông đồ để cảm nhận được sự tài hoa của nghệ thuật thư pháp, của những nét bút như phượng múa rồng bay. Vì vậy, thư pháp mùa xuân rất phát triển và nét chữ trở thành một nét đẹp khi người viết thả hồn, trao tâm mình vào nét chữ để làm lộ ra khí phách và cá tính riêng. Khi đó, nét chữ trở thành nghệ thuật, đó chính là nghệ thuật thư pháp, một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Mà cho đến ngày hôm nay, trong xã hội hiện đại, mọi người vẫn giữ gìn và phát huy được truyền thống tốt đẹp đó. Thank you.
còn hình ảnh ông đồ già xưa kia nữa. Thay vào đó là hình ảnh những nghệ nhân viết thư pháp hết sức trẻ trung, với mong muốn mang lại những góc nhìn mới kết hợp giữa hiện đại và truyền thống đến với người thưởng lãm. Cùng với thời gian, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, các thầy đồ xưa kia nay đã trở thành những nghệ nhân thực thụ. Họ không hoài cổ về thời kỳ vàng son đã qua, mà dùng những giá trị cổ truyền như hành trang, như mặt nguồn sáng tạo để viết tiếp câu chuyện của thư pháp ở thời kỳ hiện đại, ở một sân chơi rộng hơn, không chỉ ở trong nước mà là trên cả thế giới. Tôi là Lê Minh Nhật, giáo viên mỹ thuật cấp tiểu học. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi xin chúc nhà trường, quý thầy cô, cùng ban giám hiệu và các bậc phụ huynh dồi dào sức khỏe. Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Hello everyone, I'm Ms. Hema and I'm working at Vietnamese American school system for the last past 11 years. Working as a science teacher is a pride for me as I'm developing most of the students here in developing the scientific skills. In my opinion, science is everywhere all around us in today's modern world, which shapes our daily lives. Science is a key for innovation, global competitiveness, and human advancement. And there are many individual benefits of learning science, such as developing students, their ability to ask the questions, their ability of critical thinking, their ability of decision making. All these are important in the modern education life, which we are trying to provide to the students, mainly in the scientific arena. Science is a platform for building confidence and developing communication skills and making a sense of world around us. So, it's a pride for me to work for Vietnamese American school system for a very long time, and I continue to work here developing very beautiful students in our school. Now I would like to introduce Nick, who can tell his experience of learning science at Vietnamese American school system. And many more students are going to come and share their experiences. Here is Nick. My name is Nick from grade 12. And science is the most important subject in school due to its relevance in student lives and in critical thinking skills. This subject has become one of the most important lifelong skills for students and for us to generate new ideas. Hello everyone, my name is Julia. In IGCSE curriculum, we study three main important branches in science, which are biology, chemistry, and physics. These branches are very interesting because we can do a lot of activities such as hands-on labs and experimenting with our science teacher, Ms. Hammer. Hello everyone, my name is Jerry and I am from grade 12. It's a great educational journey for me and my sister in Vietnamese American school system, as we have been here since grade 1. And English curriculum helps us a lot in our communicative skills.
I'm very proud to say that I have completed my IGCSE certifications, which is globally recognized. I'm Tony from VASS. IGCSE is a 2 years program starting in grade 9 and we get the board exam in grade 10. IGCSE certification from UK is a balanced curriculum and a flexible course of study. Most subjects are chosen between core curriculum and extended curriculum, which gives students of all ability to choose subjects that are right for them and thereby opportunity to score high grades. I thank my teachers who have helped me to score good grades in all my subjects. Thank you. Hello everyone, my name is Tony. Me and my brother are happy to study in Vietnamese American school system as we have always been supported by our great teachers. And with this support coming from them, I could be able to study IGCSE, which stands for International General Certificate of Secondary Education, which is one of the most recognized certificate and curriculum in the world. I am proud to be a VSSS student. On behalf of Vietnamese American school system and all the teachers from all the students, I will take this opportunity to wish you all a very happy, wonderful New Year 2019. Happy New Year! Happy New Year! Bánh chưng cùng chút kiệu trắng, nhành mai vàng bên cạnh dưa hấu xanh càng làm cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm huy hoàng. Và đặc biệt hơn, mâm ngũ quả, cầu, dừa, đủ, xoài, sung không thể nào thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam. Bánh chưng with pickled small leeks and some branches of yellow apricot blossom and green watermelon make the spring colorful. It is more glorious and special with five fruit trays, cầu, dừa, đủ, xoài, sung in every Vietnamese family. Ẩm thực Việt Nam vốn rất phong phú và đa dạng, đặc biệt trong những ngày lễ Tết, các món ăn được chuẩn bị chu đáo và rất công phu, tùy theo từng vùng miền mà các món ăn mang hương vị và đặc trưng riêng. Ở miền Nam, bánh tét là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ khi dân cúng tổ tiên, ông bà. Ngoài ra còn có món thịt kho hột vịt thơm ngon và món dưa kiệu muối, cây nồng khiến cho mâm cỗ thêm tròn đầy, đủ vị. Đến với miền Bắc và miền Trung, các bạn sẽ được thưởng thức món bánh chưng xanh, nem rán, giò chả đầy hấp dẫn, đặc biệt là món mứt gừng của xứ Huế và món mứt sấu, mứt mơ của Hà Nội. Vậy là vừa rồi chúng tôi đã kể cho tất cả các bạn nghe về những món ăn ngon đặc trưng trong ngày Tết của cả ba vùng miền rồi đấy. Thật thú vị đúng không nào? Cuối cùng tôi xin nhắn nhủ với tất cả các bạn rằng ngày Tết là khoảnh khắc đáng nhớ, là lúc chúng ta dù có ở xa cách mấy cũng phải trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Chúc các bạn có những ngày nghỉ Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Hello, 저는 VASS 학구에서 다니고 있는 최지은입니다. 이 학구에서는 모두 선생님들께서 저희의 잘 되기 위해서 좋은 사람 되기 위해서 교육을 하고 저희의 교육을 가르침과 같이 함께 하고 있습니다. 이제 2019년도인데 모두 선생님들과 학부모님들께 건강을 많이 지키시고 새해 복 많이 받으세요. 그리고 BASS 친구들께는 새해 복 많이 받고 즐거운 시간 가족들이랑 함께 같이 갖도록 하겠습니다. 안녕하세요. 제 이름은 정현성입니다. 저는 VASS 학교에서 4년 정도를 공부했고 여기는 제2의 집입니다. 저는 선생님들은 저에게 항상 착하고 예의 바른 학생이 되기를 원합니다. 모든 선생님 분들과 학부모님들께
건강하시고 새해 복 많이 받으세요. VASS 친구들도 새해 복 많이 받고 가족들과 즐거운 시간이 되기를 되세요. Happy New Year! Hello everyone, my name is Peter. This is Tim. We are students in grade 8 in the Vietnamese American school system. We have studied here approximately 10 years when we were in kindergarten. Why we love this school so much is because our experience and talk with teachers have taught us. And what we say about this school is this is one of the most friendly and well-organized place that I ever know. Moreover, our life, our health, and our knowledge skills that we are focusing on right now. And furthermore, we have a lot of best friends. And now we would like to say Happy New Year to you and your family. Wishing all of you best health, happiness, success, and all of your dreams will come true in this new year, the year of a pig, 2019. Thank you for listening. Một năm nữa lại đến, mỗi người chúng ta lại thêm một tuổi mới, nhưng chắc rằng trong tâm tưởng, chúng ta vẫn mãi như đứa trẻ con mong chờ Tết đến, để chúng ta biết rằng những điều xảy đến quanh mình đều là điều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta lại còn ngày nữa để yêu thương. Another year is coming again. Each of us is one year older, but surely in our mind, we all like children waiting for Tết to come to enjoy the flavors of the spring days. So we know that everything happening is a blessing and happiness. Thank you for the light which we wake up every day. Hello there, my name is Matthew and I'm from the United States. And I'm an English teacher at VASS. I've been teaching here for the last 6 months, and I enjoy my job here teaching the Vietnamese students English. The students here are very motivated. They're very hardworking, I enjoy working with them a lot. I also wanted to wish everybody a happy Tet holiday that's coming up here in the next few weeks. My name is Ines. I'm from Spain, Barcelona, and I'm one of the English teachers from VASS. This is my first experience as an English teacher in a foreign country, and it's been such a wonderful time. I'm here, I'm working with a great team of teachers. They are very nice to me, and it's always nice to have some help here because being apart from my home country, it can be hard. So most of the students here are very kind and sweet to me. They're always showing a lot of interest in everything. They want me to teach Spanish to them and just tell them some things about my country, so it's very nice. Most of them are very responsible. Some of them talk a lot, but it's okay.
So I just want to say thank you to the school for being very nice to me, and I want to wish to all the students, families and teachers a very happy Tets holiday. I hope everyone has a year with joy and happiness. And for the students, I wish you guys study harder, and I'm going to be helping you with anything you need. Hey everyone, my name is Maria and I am from Spain. I'm currently teaching at VASS school. I'm an English teacher. And this is my first teaching experience in a foreign country. Also my first experience living so far away from my own country. Before coming here, I thought the language barrier would be so big that teaching here would be very challenging. But being here teaching at VASS, I learned that students are very dedicated and nice, and they're always trying to communicate their thoughts with me, to ask questions about me and about my country. So, and I am also working with a very awesome team of teachers who always help me and support me. There have been very good moments and some challenging ones, but all in all, I can say I'm having a very nice experience teaching in VASS. So I would like to thank everyone for having helped me up to this point and to the school for having trusted me as a professional. And I want to wish you all very happy Tet holidays. Bye. Pour l'apprentissage du français, les enfants de l'école VAS n'ont pas de difficultés puisqu'ils ont la base d'anglais. En classe, ils étudient, ils travaillent très bien. Parfois, quelques-uns qui oublient le mot de vocabulaire, donc les autres les aident. Donc pour la nouvelle année, les enfants aiment bien souhaiter aux parents la phrase « Bonne année 2019 ». Ça, c'est pour souhaiter à tout le monde la nouvelle année du cochon 2019. Hello everyone, my name is Vic An. I'm in grade 11 in the VASS school. Today I will be performing a song called Đón Xuân on the piano. As the vibe of the spring has all over the city, I thought that a lovely little poem would be nice. We hope you enjoy it. We hope you enjoy it. Warming spring has arrived as freezing winter leaves. So peaceful and pleasant just to feel the breeze. Let's take a look at the crystal clear blue sky. If only I could fly to where the white clouds lie.
Winds sound so lovely as flowers blossom so lively. Birds singing their favorites, the ballad of cherished spring. Để khép lại chương trình chào xuân Kỷ Hợi 2019 của trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Việt Mỹ, tôi xin được gửi lời đến tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, quý phụ huynh và gia quyến lời chúc mừng năm mới đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm.